Báo cáo với lại quý vị và các bạn, chuẩn bị lại cho một đệ tử văn võ song toàn xuất sơn. Sony CFS 1058SC. Từ khi anh thôi học và từ khi anh chỉnh áo chiên y, nông dân sờ lần nắn bóp, nhưng mà cũng nghe gọi là cũng ưng cái lỗ tai ra phết. Vừa phải thay cả cái chặn tín hiệu già. Video sau giới thiệu chi tiết, video này nghe dừng ở đây đã.